Câu chuyện liên quan tới Phùng Anh Lê, nguyên trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ Hà Nội đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội tha trái pháp luật người bị bắt, bị tạm giữ tạm giam sau khi bị cáo buộc đã nhận hối lộ 110 triệu đồng để chỉ đạo thả tên cướp đã khiến cho nhiều người hoảng hốt. Sau khoảng thời gian hơn 10 tháng bị tạm giam, vào ngày 12 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ, nguyên trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an. Hà Nội về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự không chỉ riêng phùng anh lê liên quan đến vụ án các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc công an quận tây hồ gồm có nguyễn đức châu cựu đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vũ công ngọc cựu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và lê đình trung phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng hầu tòa về tội tha trái pháp luật người bị bắt người đang bị tạm giữ tạm giam người đang chấp hành án phạt tù Đáng chú ý, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn đề cập đến ông Phạm Quý Hải, thời điểm đó là Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, là người ký quyết định tạm giữ số 247 ngày 22 tháng 9 năm 2016 đối với Nguyễn Hữu Tài, nhưng không biết Phùng Anh Lê chỉ đạo Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung tha trái pháp luật đối với Tài. Tuy nhiên, sau khi Tài ra khỏi nhà tạm giữ, ông Hải biết rõ ông Lê chỉ đạo tha và không xử lý Tài là không đúng pháp luật nhưng không thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp và cấp trên biết để giải quyết là chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ. Ngoài ra, cả ông Lê Sinh Hùng, Phó trưởng Công an quận, trưởng nhà tạm giữ, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự và Nguyễn Quang Huy, đội trưởng đội thi hành án hình sự, phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an quận Tây Hồ được viện kiểm sát xác định đêm 22 tháng 9 năm 2016 không phải là ca trực của hai ông này, nhưng được Lê Đình Trung và Nguyễn Đức Châu gọi điện thông báo việc ông Lê chỉ đạo bàn giao Nguyễn Hữu Tài cho ra khỏi nhà tạm giữ. Nhưng ông Hùng và ông Huy không có ý kiến chỉ đạo cụ thể mà đồng ý để Trung thực hiện theo chỉ đạo của Lê. Sau đó hai ông Hùng Huy cũng không kiểm tra lại việc cán bộ nhà tạm giữ thực hiện vụ việc trên để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Cáo trạng nêu, vi phạm của ông Phạm Quý Hải, Lê Sinh Hùng, Nguyễn Quang Huy là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ dấu hiệu để xử lý hình sự nên kiến nghị công an thành phố Hà Nội xử lý kỷ luật nghiêm về Đảng và chính quyền. Đối với ông Phan Tất Hùng, điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội là người được phân công trực tiếp xác minh vụ việc biết rõ tài được tha và không bị xử lý là trái pháp luật nhưng vẫn cho biết bản cam đoan cam kết và chứng kiến việc hòa giải của tài với bị hại còn ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ quản giáo trực nhà tạm giữ đêm 22 tháng 9 năm 2016 là người đưa tài ra khỏi buồng giam và lập biên bản bàn giao cho vũ công Ngọc để cho ra khỏi nhà tạm giữ khi không có thủ tục hủy bỏ quyết định tạm giữ là thực hiện chưa đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, cả hai đều làm theo chỉ đạo cấp trên nên không bị xử lý hình sự mà kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền. Đối với trách nhiệm của các cá nhân quản lý hồ sơ xác minh vụ việc, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, ông Mai Trọng Thắng, trưởng Công an quận Tây Hồ, yêu cầu ông Phạm Quý Hải, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Phan Tất Hùng, Dương Hồng Kết đến phòng làm việc của ông Thắng để ra soát thông tin vụ việc. Theo lời khai của Phan Tất Hùng và Vũ Công Ngọc, Tại buổi làm việc này, Phan Tất Hùng đã tìm thấy hồ sơ vụ việc trong tủ cá nhân. Hồ sơ có các tài liệu như quyết định tạm giữ đối với tài, lời khai của Thành, tài và của nhân chứng, đơn trình báo của Thành, đơn đầu thú của tài, báo cáo bắt giữ. Ông Phan Tất Hùng đã mang hồ sơ đến phòng làm việc của ông Thắng để cùng mọi người xem, sau đó ông Hùng để hồ sơ trên bàn họp trong phòng của ông Mai Trọng Thắng trong khi các ông mai trọng thắng phạm quý hải dương hồng kết và nguyễn đức châu khai không biết và không đọc hồ sơ vụ việc này tại phòng ông thắng đến nay công an quận tây hồ vẫn chưa cung cấp được hồ sơ do đó viện kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định tuy nhiên sẽ được xem xét xử lý lại khi có hồ sơ Vậy sau hơn 10 tháng bị tạm giam mức án nào đang chờ đợi ông Phùng Anh Lê, các bị cáo khác liên quan đến vụ án nguyên là cán bộ công an quận Tây Hồ có bị xử phạt hay không? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật.